Mình ơi, nhà Thái vào tôm sú đợt này to quá trời luôn. Mấy con này căng lên là tầm khoảng 6, 7, 8, 9 con một ký thôi. Trộm vía là hôm nay toàn là 6 con, 7 con không à. Mọi ngày thì cứ trung bình là 8 con một ký á. Nhưng đợt này không hiểu vì sao mà nó to quá trời luôn. Thái cưỡng không nổi nên là phải lấy ra để đo cho cả nhà mình xem nè. Thái để trên cái nắp thùng xốp cho đại gia đình nhà mình xem nha. Đi công việc về mà thấy lô tôm gì mừng quá trời luôn. Đó cả nhà thấy không, nó gần bằng cái thùng xốp nhỏ này luôn. Đó, tiếp theo là Thái sẽ lấy con tôm hùm, thấy đo thử là nó to cỡ nào nha. Bởi vì bán tôm sú biển rất nhiều rồi mà đợt này là thấy to nè. Đồ quá trời ưng chưa. Rồi tiếp theo nữa là Thái chọn ra hai con, một con nhỏ 8 con ký và một con bự 5 con một ký. Ở đây cả nhà có để ý không, chồng Thái mới vừa cắt tóc về đó, thấy ổng có đẹp trai không? Chứ thấy ổng luộc tôm cho Thái ăn là thấy ổng đẹp trai rồi đó cả nhà ơi. Đã cả nhà ơi, ăn tôm sú biển với Thái nha. Đợt này về tôm sú to nên Thái hôm nay sẽ làm múc băng cho cả nhà luôn. Mỗi ngày sẽ là 6:30 Thái up trên TikTok và cũng như là phở bò Thái nhà biển nha, kể cả YouTuber nữa nha cả nhà ơi. Trời ơi, hai con to này nó rất to luôn, bự hơn cái mâm luôn. Và Thái muốn thưởng thức cái con nhỏ trước đi. Wow, chai này này. Ui, ôi nó chắc thịt nè. Ui, wow. Ui, đã vậy. Đấy, về tôm to này phải ăn liền ngay không? Này chấm cằm nè. Mời cả nhà. Ui, nó bự. Cảm ơn nha. Rồi, nó bự. Cho cho nó mềm nha, để nhầm rồi.